Được cái sự rung lắc đấy, thì bây giờ Thảo sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chiêu mà vô cùng là hữu ích cho cái việc mà hỗ trợ chống rung dành cho chiếc camera hành trình EKH9R. Và đây là công cụ mà Hồ Thảo muốn giới thiệu cho các bạn. Đeng đeng, Hồ biết. Đeng đeng, đây rồi, đây là chiếc gimbal 2. Nó sẽ hỗ trợ được cho cả smartphone lẫn camera hành trình. Và bây giờ cùng Thảo lắp chiếc camera hành trình này vào gimbal và thử xem nó hữu hụ như thế nào nhé. Và đây là tất cả những gì chúng ta cần: một chiếc gimbal 2, đây là một chiếc gimbal 2, một chiếc adapter để lắp ghép chiếc camera hành trình này vào với lại chiếc gimbal. Chúng ta sẽ ghép nó như thế này nhé. Vít lại để cố định chiếc camera hành trình lên chiếc adapter để mình có thể gắn chiếc adapter này lên trên chiếc gimbal 2. Gimbal 2 là một thiết bị chống rung vô cùng là hiện đại và nó có thể sử dụng được cho cả smartphone. Ok, bây giờ mình sẽ gắn nó vào nhá. Đây. Và chiếc Gimbal 2 này có một cái đặc điểm rất là đặc biệt, đó là nó có thiết kế giống như một cây gậy tự sướng và các bạn có thể kéo dài cây gậy ra giống như một cây gậy tự sướng. Bây giờ mình sẽ mở máy chiếc Gimbal 2 và cùng xem điều vi diệu từ chiếc camera hành trình Eken khi mà sử dụng Gimbal 2 nhé. Let's go.
camera hành trình EKH9R trên tay cũng đừng gội buồn khi mà nó không có hỗ trợ chế độ chống rung nhé. Vì bây giờ đã có rất là nhiều công cụ có thể hỗ trợ cho chiếc camera hành trình của các bạn có thể chống rung tốt hơn. Ngoài việc sử dụng chiếc camera hành trình EKH9R mà sử dụng cái công cụ chống rung này thì cái chống rung gimbal 2 có thể sử dụng được cho cả smartphone và những dòng camera hành trình khác. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay và bổ ích thì hãy nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube LKS Channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.